Sách theo dĩa nha. Đã chưa? Chín chưa vậy anh? Chơi một đi. Em hết hồi chưa giờ em làm á, chơi chị ngủ không mà em làm là ghê chưa? Đã không? Sao em lỗ hay vậy? Trời em khoét đó chị. Làm gì khoét cái lỗ được như vậy? Nó tạo dáng tạo kiểu. Cái nào nó có lỗ gì anh? Hồi em tạo kiểu đó, tạo nét. Tạo nét. Quá được. Ê. Ăn đi. Ê. Cái này giống mấy cái ngoài tiệm tao bán. Ê, không có rồi nha. Không phải không á. Cái này anh làm rồi liền ấy. Cái này em làm ngàn. Thế tiểu bim bim, có tiểu bim bim làm trứng nè, đúng không bim bim? Đúng không? Đó thấy chưa? Đúng đúng đúng. Cần cái nhân em mới tin. Trời đất ơi. Ê. Ê. Ngồi xuống, mời hai hai nhân viên ở lộc, mời hai thí sinh ngồi xuống. Hôm nay mình sẽ mở cuộc thi. Thử anh. Cũng thôi cho họ ăn hàng tướng đi. Mở cuộc thi đó nghe chợ. Này nó là tốt đột xuất. Ok các bạn ơi, hôm nay mình đã chuẩn bị nguyên một mẹt bánh bao bành kia luôn nè các bạn ơi. Đây là công sức hồi trưa, giờ mình đem nó đi hấp lại cho nó nóng rồi các bạn. Ủa mình đem nó đi hấp. Ở lộn 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 lộn. Đem nó đi làm ở hồi trưa, giờ mình làm, nói chung là thôi mình làm đó các bạn ơi. Ngày hôm nay thôi đừng có nói nhiều đó. Ngày hôm nay mình sẽ mở cái cuộc thi ăn uống, đó chính là cuộc thi ai ăn nhiều bánh bao mình sẽ nhận được tiền. Thanh 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 Hà. Wow. Nhận tiền thiệt các bạn. Vừa được ăn vừa được lãnh đó anh. À, hôm nay là ở đây là mình có chuẩn bị chị Hiền 6 dĩ mà nhân cho 4 là nhiêu? 24 mà. 6 dĩ giờ là không là. Đúng rồi, 6 ý là 6 cái mà nhân cho 24 cái dĩa vậy nè. 6 cái mà nhân cho 24 cái là dĩa, nó nói cái gì vậy? Thôi không có ăn rồi được rồi. Không, không cần biết đâu ha. Rồi bây giờ mình sẽ chia, bim bim sẽ là trọng tài, chịu không bim bim? Đồng ý không? Cặp cặp. Xạo này nó xạo có căng. Sao mà nó bị mất hô vậy ta? À, chia dĩa anh chơi. Em không thấy gì hết. 200k nghe các bạn. Em không thấy gì hết. Bánh bao mua đó anh, cứ ăn đi anh. Em hiểu cái nguyên lý của nó rồi, là 4 cái mà nhân cho 6 dĩ là ra được 24 cái. Có đâu, tại hấp lại, ý là ý là em hấp á. Thôi bây giờ đừng có bàn cãi những vấn đề có bánh bao ăn được rồi. Bim bim mình tính vô, bim bim mình tính nha. Mình tính trong vòng tay. Anh hai cho để ca em uống miếng nước. Kệ ơi, cho đại ca em uống miếng nước. Đây. Đây em cầm cho. Cái ly nước lúc nào cũng phải kéo trong đại ca. Uống đi. Quay qua đây. Uống đi bim bim. Uống đi đặng có sức làm trọng tài nha bim bim. Đây nào. Uống đi bim bim. Uống cho chàng mã họng đi bim bim. Uống đi bim. Rồi, uống rồi. Nữa đã phá rồi. Rồi, được rồi. Đã chưa? Đó bây giờ anh giờ người 5 cái nha. Bim bim mày làm gì vậy bim bim? Trời ơi. Trọng tài của tôi. Trọng tài của tôi. Rồi bây giờ. Cầm bánh. Ui. Rồi bây giờ người 5 cái đi. Ai ăn trước hết là người đó nhận 200k nha. Rồi điểm nè. 1 lựa cái nhỏ nhỏ thôi. 2 rồi lựa cái nhỏ nhỏ thôi. 2 4 3 4 5 rồi. Ơi của em được cái bự bự đi. Ăn không hết để dành chiều ăn. Ăn này không ai khát nước nha. Ok các bạn ơi, bây giờ cuộc thi đấu. Ê thì chị ăn hết 5 cái nha. Đúng, của chị 5 cái để đây mà nhà chị lấy tương cái. Đây, còn chia cái nữa. Ơi, 5 cái mà. Chưa. Phải chia đều chứ. Đây cái nữa. Đủ rồi. Nhiều vậy? 5 cái nữa. Thôi lấy cái bự bự á. Chia ra. Lấy cái bự bự á. Ê. Có sao nhiều vậy? Anh lấy bự bự để đi anh. Đó hả? Rồi. Rồi còn cái của cưng là chị với anh hai nè. Rồi rồi đúng rồi đó. Mấy cái ra 1 2 3 4 5 6 7. 7 cái đúng không? 7 cái đúng không? 1 2 3 4 7 cái đúng rồi. Đúng rồi. Ủa? 3 6 sao 9 cái dữ vậy? Gì? Ăn nhiều. 3 6 7
1 2 3 4. 1 2 3 4 5 6 7 8 cái chưa? Cái này 8 cái không? Rồi, anh mấy cái rồi? 2 4 6 7 8. Được không? Chia đồng đều chưa? 6 4 6 7 8 vậy là đủ rồi, đủ người 8 cái. Rồi bây giờ ừ sao ngu quá, 8 3 24 ngu dữ vậy. Vô dĩa hết đi rồi, để cái nia xuống. Rồi chưa? Để lên, rồi cho nia xuống. Wow. Anh ơi và đây là ba dĩa nghe. Cho bánh này nó ướt ướt rồi anh. Để nó ướt nước. Thôi bây giờ mình sẽ chuẩn bị 1 2 3 vô. Mời các bạn nha. Phải ăn thiệt cần á. Mời các bạn nha, ăn cũng vĩnh hoa. Ừ. Ăn rồi cho uống nước không? Ừ, có nước thì uống. Ngon không? Ừ, mình đã làm ngon ha. Hôm nay ai ăn rồi trước sẽ được ăn được 200k. Ăn mới có miếng nước không vô rồi. Có nước quá anh trời. Thầy ơi. Nó khô rồi ăn vậy? Em thì giống như là mấy người mình đi thi marathon á. Từ từ. Phút sau ai chậm lại bắt mình mới chạy. Nó cũng biết chơi cuộc thi quá ha. Mình đi ăn bánh in mà không uống nước mà. Ừ, nhai hoài mà sao cái miệng nước nó không được. Nhai hoài mà nó không ướt. Bữa nay nhận tiền. Chiều đi ăn ổ nha. Ủa kìa. Không dễ dần chút nào. Anh dám nhận tiền mình điên lỗ rồi. Đi bên, ngồi cho miếng à. Không ăn hả? Không ăn hết bên bên. Trời ơi, ăn bánh bao rồi mọi người. Không bằng. Không bằng. Thôi người giúp cho nó miếng đi. Con ăn hết cái rồi hả? Hên rồi. Đưa cho. Nè, ghê vậy? Con vịt em ăn có miếng nè. Trời ơi. Ăn thôi, mình có nước mình uống nước đi. Nước anh ơi. Không trời luôn mày. Không mày. Anh cho nó uống nước rồi nó thắng á. Nó uống miếng không? Em khổ chứ. Con bê nó uống hết kìa. Bên bên bên. Đâu rồi? Nó nước hả? Ê, nó mới uống chỗ này nên em còn thấy cái dấu. Ê, em uống chỗ này nha. Ừ. Uống chỗ nha. Thì bên gọi chưa? Ừ. Cho mày uống, em cho mày uống nha. Nó là hai cái rồi anh. Trời ơi. Anh tử dịch dịch em nó không chịu ăn. Nhân tiền thiệt nha bà chị. Tiền thiệt đó, tiền thiệt á. Chứ không phải tiền cháy không. Thích mất mẹ rồi. Ăn ơi. Ai ăn nhiều nhất người đó thắng luôn. Ai ăn nhiều nhất người đó thắng luôn. Ê! Ai ăn nhiều nhất người đó thắng nha. Rồi sao ai cũng hai cái hết vậy, em còn chưa ăn cái thứ hai nữa. Nè bên. Ai hút đi mà. Rồi thôi. Bà mới vừa nói. Sao mà mắt khô dữ vậy. Bên bên em đừng có quẩy bên. Vô đi. Hương luôn nha. Nó mắc mẹ ngưỡng lên nó đi rồi. Để mình thắng. Chân này đúng mà là không uống nước luôn mới đỉnh. Trời ơi, chí chó. Mình cũng có thi mà. Mình cũng có thi mà. Anh ơi, nó ăn cái thứ ba rồi kìa. Con này làm như nó nhịn đói từ sáng vậy hay gì á. Đúng vậy. Đúng rồi, đâu có công bằng. Ê, phải có chiến thuật. Nó làm chủ mô. Ừ, nó sân nhà mà phải đá khác chứ. Ừ. Mấy cá. Vậy là phải thêm một cái nói từ sáng rồi. Quá à. Rồi vậy mới công bằng. Nó cười quá hà. Cái này là chiến thuật. Người thành công không có hướng đi riêng. Thôi đi. Ừ. Bên. Mừng. Ê bà chị. Mình rõ mà hơn nè. Thôi bà nó ba cái mình không lợi nữa. Anh ba cái hả? Có anh.
Đúng rồi, 200 ngàn. Em không được, anh cũng phải được. Anh còn cầm bánh bún cơm mỗi. Anh còn cầm bánh bún cơm mỗi cơ mỗi. Cái gì vậy? Anh nói quỷ gì vậy? Anh thứ ba đó. Quá rồi. Không cho nó uống nước, nó uống nước, nó sẽ thắng. Hấp tập. Ê! Em có nguyên ca của Bim Bim. Ừ, uống đi. Là hết nước rồi, để ta xem. Để em đi lấy nước. Không. Để lấy nước mới được. Vô. Ê, uống vậy, uống cái tầm tầm vậy trời. Để làm ai mà uống được. Vậy bà chị không cho em uống. Có ở đây cho nó nguội. Ừ. Con mù. Ừ. Hai trăm ngàn dựa lên chính mình đúng không? Hai trăm ngàn ta không thể mất 200 ngàn. Tiền của nó đưa ra mà nó muốn làm gì nó làm chứ. Ăn lên trên nó thấu ghê, hèn chi nó nhịn đói từ sáng giờ. Đó đều là mưu kế. Nghe không có nè. Thôi mình lo dữ vậy trời ơi. Ấy vỗ tay có học theo à. Cú bóp rồi nha, nhìn cú bóp của nó rồi nha. Ngon quá, ngon quá mọi người. À. À. Này ơi. Ngồi ngay rồi sợ tìm vẫn thôi chồng. Ăn cứ ăn sợ sợ. Mình che lại mình ăn. Ôi. Ôi. Ngã vào con coi coi. Ngã lên. Không là sợ chiến thắng. Nó còn ngửa cái lộn. Nó còn ngửa cái lộn. Có không anh? Trời ơi trời. Kêu. Thì ăn từ từ. Xuống được cái tạo ơi. Cầm nó đây ăn từ từ. Ở đâu ra. Ê, mình thở coi mới được. Mình thở coi anh ta mới được. Sao vậy? Nhiều quá. Ê, quay anh rồi đứng anh trai. Sao vậy? Ờ, ngã được. Khánh ơi. Nó dính ngăn gần luôn luôn. Đúng rồi. Ê, nữa cái kia đâu? Nghe rồi. Ờ, chân nhã. Bộ cùng giờ giúp à. Chân nhã. Khuôn khuột. Anh trai. Em đấu nó. Em đấu lại nè. Anh nghĩ em còn 6 cái. Đấu không lại nè. Hôm nay mình nhảy rồi nghe các bạn. Chơi không lại lắm các bạn ơi. Nó chơi nhịn đấu rồi khác giờ. Trời ơi, 4 cái bánh bao. Cái mặt như cái bánh bao luôn rồi. Nó nhịn đói từ sáng giờ trong khi người ta đã ăn hai cử rồi. Thôi em khỏi ăn nữa, em thắng rồi đó. Cảm ơn trời, tiền nó trở về tay mình. Sáng giờ là hai vợ chồng mình là đã ăn hai cử rồi mà hàng chi kêu nó ăn. Thôi em ăn đâu. Cuối cùng mình cũng đã giành chiến thắng rồi các bạn ơi. 200 ngàn này là của mình. Chơi chi à, em có sự tính toán rồi. Em cũng đã thông báo là chiều nay bánh bao rồi mà. Ai nói thi gì đâu à. Nấu trước mua sao các bạn ơi. Ôi, nó dính răng à. Ổn định không anh? Đưa một cái vô nó nở phình vô một cái. Ổn định không anh trai? Muốn bể cái miệng luôn. Bim Bim ơi, có tiền hồi chiều đi ăn bánh rồi Bim Bim mà. Ừ thì cuối cùng thì cuộc thi ngày hôm nay ngang tài ngang sức quá các bạn ơi. Cảm ơn các bạn. Nhờ có các bạn xem video mà ngày hôm nay mình không bị mất tiền. Cái này là tô cơm sáng với tô cơm buổi trưa nè. Mình đã cố gắng hết sức để ăn được 4 cái đó các bạn. Đã không? Hai dữ nó nở ra. Nở căng lên phải không? Chị ăn mấy cái? Hai cái à. Trời ơi sao ít vậy anh mấy cái?
3,5 cái. Mình 4 cái các bạn ơi. Thì cảm ơn các bạn đã xem hết video ngày hôm nay nha. Nói chung là cuộc thi ngày hôm nay mình tính cho ông bác có cơ hội để lấy tiền, mà ai về ông bà đã thua các bạn. Thôi bây giờ mình sẽ lấy 200 ngàn này đi mua gì ngon ngon. Xỉu anh ơi. Ba em về mình. Ê. Cảm ơn.